Hello, hello. Cháu tô đồ mối số 1 Hải Dương xin kính chào tất cả anh chị, quý vị các bạn nhé. Đấy, 8 giờ 3 phút rồi, gia đình ơi, em Tùng lại trở lại lên sóng báo giá những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương. Vâng, chào bác Nguyễn Hữu Thành vừa xem buổi livestream này hôm nay ạ. Chào tất cả anh chị quý vị, nhà mình vừa thấy bước sóng của chợ ô tô đồ mối Hải Dương đã lập tức vào xem nhé. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Chúc gia đình mình có một buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhé. Đấy, gần 8 đầu sản phẩm đây. Xe cộ là chật bãi rồi này. Đấy, để phục vụ anh chị quý vị gia đình mình. 4 chỗ đến 7 chỗ loanh quanh dưới 600 triệu đồng thôi nhá. Dưới 600 triệu đồng. Phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình ạ. Vâng, chốc Lò Văn Toánh này, chốc Nguyễn Hữu Thành, chốc Trần Thị Thu Hằng, chốc Khúc Văn Công, chào toàn thể anh chị quý cô bác trên ba miền Tổ quốc. Đấy, rất là nhiều xe luôn gia đình mình ơi. Các bạn nào đang có nhu cầu tìm đến dòng xe nào nhá, cứ bình luận, cứ comment đi, em Tùng báo giá như tư vấn gia đình mình. Đấy, thì vào mỗi buổi tối này, 8 giờ 3 phút, em xin phép gia đình mình từ 40 đến 45 phút thôi. Báo giá đầu xe hiện đang có bên em, cho gia đình mình cùng quan sát nhé. Vâng, thì ngay trước máy quay đây để mở đầu buổi livestream này nhá. Giới thiệu anh chị quý vị như mình một mẫu xe tầm 60 triệu đồng thôi. Đấy, 56 triệu đồng cho mẫu Daewoo Matiz 2008, động cơ 0.8 số sàn màu đỏ. Là răng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS. Đấy, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm dài nhá. Đấy, 56 triệu đồng thôi. Đấy, Matiz màu đỏ gửi đến anh chị quý vị gia đình mình. Vâng, cho Tiền Nguyễn này, cho Lò Văn Tánh, cho Trần Thị Thu Hằng, cho Khúc Văn Công, cho Trần Đức Anh, chào đại đình mình ạ. Đây, báo giá những lần lượt đầu sản phẩm đây. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đồ mối Hải Dương. Hãy cho ông Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi dành ơi, lên trang tường, lên trang cá nhân, lên hội nhóm đi, để những bác nào đang có nhu cầu tìm những mẫu xe đã quan dụng nhá, đến với em để được xem xe, chạy thử xe, tư vấn miễn phí nhá. Đằng trước mẫu Daewoo Matiz 2008 rồi. Tiếp theo giới thiệu anh chị quý vị gia đình mình nhá. Innova nhá. Toyota Innova 7 chỗ quốc dân. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền là 325 triệu đồng. 2.0 số sàn bản G, trang bị la răng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS. Vô lăng túi khí, máy số keo chỉ sơn xi của đại chất luôn nhá. Màu xám bạc rất đẹp đây, màu xám xi rất đẹp đây. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phòng Đỏ nhá. Giá còn bớt còn thương lượng 325 triệu đồng. Vâng, cho bác nhà hàng Cừ Liên này, cho Nguyễn Văn Tần, chào qua Phương Phạm, cho Tiến Nguyễn, cho Lô Văn Toánh, chào đại gia đình mình. Đây, em xin báo giá vài đầu 7 chỗ thì mình cùng dễ tham khảo nhá. Đây, báo giá những đầu trước này này. Các bác đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, đang quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào, bình luận comment sâu lên tư vấn cho ạ. Tiếp tục đợi 7 chỗ này. Mitsubishi Jolly 204. Đấy, động cơ 2.0 số sàn gia đình. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi nhá. Đấy, 7 chỗ xe gia đình 135 triệu đồng. Giá cho bằng con SH gia đình ạ. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi của đại chất này. Đằng trước mẫu Mitsubishi Jolly 2004 rồi. Đấy, lại một chiếc Mitsubishi Jolly nhá. Con này thì 204. Con này đời 204 2.0. Đấy, mắt xích, đèn cột lốp treo, turbo rồi. Tư nhân chính chủ. Con này đang em đang bán với cửa tiền 125 triệu đồng. 125 triệu đồng nhá. Còn bớt còn thương lượng còn gia lộc sâu cho anh chị quý vị nhà mình. Mẫu Mitsubishi Jolly này ạ. Đấy, đã báo giá là khá đầu xe đấy nhá. Nhà mình bình luận đây, comment đi, em Tùng tư vấn cho nào gia đình ơi. Chia sẻ nhiều lên để bước sóng này lan tỏa đến nhiều anh chị quý vị hơn đang quan tâm đến mẫu xe cũ nhá, đến với em. Lanh quanh 8 đầu xe để anh chị quý mình thầu và lựa chọn nhá. Đằng trước 3 mẫu 7 chỗ rồi này, giới thiệu anh chị mình một mẫu 5 chỗ quốc dân nhá. 5 chỗ quốc dân đây. Xe thì có tên là Toyota Vios 2009 bản E. Động cơ 1.5 số sàn. Ok ok, vâng, ok đấy anh. 1.5 số sàn mẹ xịn nhá. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng thôi. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, gương kính cụp xe điện, bản E-Sit Toyota Vios. Đấy, vua 5 chỗ đây. Tiết kiệm nguyên liệu lồi đồng cuối đá nhá, 220 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng gia đình mình. Đấy, rất là nhiều đầu Toyota này. Rất là nhiều đầu của Toyota mình tham khảo nhá. Đây, chiếc máy quay đây nhá. Tiếp tục là Innova này, con này thì đời 2008, động cơ 2.0 số sàn bản G nhá, bản đồ phun kịch, tư nhân chính chủ 32 Hà Nội phố, la răng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền lại mình cùng tham khảo là 260 triệu đồng thôi, 260 triệu đồng. Toyota Innova bản G 2008 ạ. Đấy, thì mé ngoài rìa này này, đã báo giá là khá nhiều đồ sản phẩm nhá, em vào trong góc này đi.
em cùng tham khảo dùm em nhé. Đấy, quan tâm dòng nào nhé, bình luận comment sâu lên để anh Tùng tiếp tục tư vấn nào cho gia đình ơi. Thì trước máy quay đi nhá, xe đầu phân khúc hạng B đời cao 2017. Đấy, chơi vết AVL nhá, báo giá gia đình mình với cửa tiền 225 triệu đồng thôi. Là xăng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh nhá. Máy số keo chỉ sơn xịn còn đại chất luôn. 225 triệu đồng thôi gửi gia đình mình ạ. AVL 2017 này đấy, bán có 225 triệu đồng thôi. Đấy các bác ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin vài lượt chia sẻ đi đại gia đình ơi ạ. Cảm ơn các bác, các anh, các chị, các quý cô bác rất nhiều nhá. AVL 2017 này. Đây, tiếp theo này, báo giá đình mình một mẫu SUV gầm cao nhá. Xe thì có mang tên là Tucson. Tucson Hyundai 2009, số động, động cơ 2.4 máy xăng. Con này thì em Tùng đang bán với mức giá tham khảo cho anh chị quý vị gia đình nhà mình 295 triệu đồng thôi. Hai cầu máy xăng nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Cam lùi cam hành trình. Đấy. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo. Đấy, cảm biến cân bằng điện tử nhá. 295 triệu đồng cho mẫu Hyundai Tucson 2009, số đồng này ạ. Nhập Hàn anh chị quý vị nhà mình nhá. Vâng, chúc Tùng Thịnh, chúc Trần Đức Anh, chúc Triệu Lương, chào đại hình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, ngày mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đừng tiếc gì cả. Đấy, cho em xin một vài lời chia sẻ đi, đặt ngón tay vàng, ngón tay bạc của mình vào nút chia sẻ để lan tỏa buổi livestream này hơn nhé. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Thì ở ngay trước máy quay này, giới thiệu anh chị quý vị gia mình này, La City 209 biển 98 Bắc Giang. Đấy, tư nhân chính chủ. Con này sedan hai đầu phân khúc hạng B, em Tùng đang bán với cửa tiền gia đình nhà mình là 145 triệu đồng. Đấy, la sang lúc lốp láp đẹp. Đấy, máy số keo chỉ sơn xịn còn đại chất luôn nhá. 145 triệu đồng thôi cho mẫu La City này ạ. Đấy, cạnh mẫu La City 2009 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình về một mẫu xe đời cao nhá. Tiếp tục là SUV 5 chỗ đây gia đình ơi. SUV 5 chỗ, xe được có tên là Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký lăn bánh tại Việt Nam năm 2018, động cơ 2.0 số động. Đấy, con em Tùng đang bán với cửa tiền cho đại mình cùng tham khảo là 555 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, ship xe trên toàn quốc cho gia đình nhá. Đấy, một dòng xe nhập Nhật nguyên chiếc đây. Là xăng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha trang bị công nghệ, đi cầu siêu sáng siêu đẹp, xin nhan trên sườn xe nhá. 555 triệu đồng cho mẫu Mitsubishi Outlander 2016 màu xám xin ạ. Đây, cạnh đã chia sẻ, vâng, cảm ơn Trần Anh rất nhiều nhá. Cảm ơn gia đình mình này, cảm ơn những lượt thật tim thật like của gia đình mình ạ. Vâng, chắc Phạm Thái vừa vào xem buổi livestream mình hôm nay nhá. Bác nào mà vừa vào xem buổi livestream hôm nay lần đầu, hãy cho Tùng xin một đợt like, một đợt dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo bên em. Vâng, chào Trần Văn Việt này. Cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình này. La City nhá. Đây, La City 2007 140 triệu đồng. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp này. Đấy. Sedan đầu phân khúc hạng B màu đen. Con này là 140 rồi nhá. Các bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất này, quan tâm cho mẫu này nhá. La City 2007 145 triệu đồng. Đấy, rất nhiều đồ xe tập lái cho nhà mình cùng tham khảo này. Chào bác Trần Văn Thọ, chào bác Hải Lê, chào bác Trần Văn Việt, chào bác Thái Phạm, chào toàn thể anh chị, quý vị, quý cô bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đồng Hải Dương để ủng hộ, để lấy làm động lực cho bên em. Cả nhà mình hãy cho em xin những nút like đi, nút chia sẻ. Cảm ơn mình rất là nhiều. 100 chốt luôn này. 100 thì không chốt được đâu bác Trần Văn Việt đấy nhá. 100 thì không chốt được đâu ạ. Đằng trước mẫu La City 2007 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình nhà. La City Celic 2010, đăng ký và lăn bánh năm 2012. Xe này mang động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi nhá. Con này thì anh đang bán với cửa tiền này mình cùng tham khảo là 258 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cho gia đình mình này. Đấy, nhập Hàn nguyên chiếc đời 2010. Là xăng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đấy, trang bị cả option đây. Cửa sổ trời ba lô la ma nhá, nhập Hàn nguyên chiếc này. Sedan đầu phân khúc hạng C, em Tùng đang bán với cửa tiền cho gia đình mình 258 triệu đồng ạ. Lát nữa cho em xem vài mẫu email nhé. Ok, có rất nhiều email cho bác Đặng Đức Nam luôn này, cho bác Toàn Lê Văn, chào bác Trần Văn Thọ sẽ đọc quá. Vâng, cảm ơn bác Trần Văn Thọ rất là nhiều ạ. Vâng, một xe không chốt được đâu ạ. Vâng, chào tất cả những chị quý vị mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Ok, bác Đặng Đức Nam ơi, quan tâm cho em mấy mẫu email đi bác Đặng Đức Nam ơi. Đấy, thì hôm qua bên em có về một chiếc i10 sedan đầu nhá, mình cùng tham khảo của em này. i10 sedan đầu.
2016 đăng ký bao nhiêu thì được, con đấy phải là 130 nhá, đấy con đấy phải 130 đấy. Bớt kịch sàn trên bức sóng livestream là 10 triệu cho bác rồi đấy, bác Trần Văn Việt ạ. Đấy nhá. Sedan đầu i10 2016 động cơ 1.2 số sàn. Đấy, con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 258 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 410 lụt. Đấy, một chủ từ mới nhá. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng là chiều là xinan trên sườn xe. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn rất là dài đến tháng 12. Đấy, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023 nhá. Đấy, bác Đặng Đức Lam đang quan tâm đến những mẫu i10 tham khảo cho em trước này một này. Đấy, trong góc này còn rất nhiều i10 nhá, tham khảo tiếp cho em này. Hyundai Grand i12/14 nhá, bản đủ luôn đây. Xe đẹp quá, vâng, cảm ơn bạn Đức Lam rất nhiều này. Phải xe đẹp, phải xe chất thì sao ô tô đồ Hải Dương mới mang về để phục vụ quý anh chị, quý cô bác nhà mình nhá. Cảm ơn mình rất là nhiều này. Chia sẻ bình luận comment nhiều đi dành ơi. Bao rút hồ sơ ông anh, tất cả những đầu xe bên em bao rút hồ sơ đình nhá. Đằng sau chiếc Hyundai Grand i10 sedan đầu vừa rồi, báo giá gia đình mình, đấy một mẫu một đầu đây. Hyundai Grand i10 hatchback một đầu 2014, động cơ 1.0 số sàn đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2023 cơ. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn chi chất nhá. Đấy 235 triệu đồng thôi. Còn bớt còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho những khách hàng thân thương trên ba miền Tổ quốc cho ô tô đúng ngày xưa ạ. Đấy sau đây còn khá nhiều mẫu xe nhá. Đằng sau còn khá nhiều mẫu xe mình cùng tham khảo rồi này. 4 chỗ, 5 chỗ rất là nhiều rồi này. Đấy. Báo giá tiếp tục ra để nhìn mình một dòng 7 chỗ này. 7 chỗ tầm trung, xe này được tên mang tên là Chevrolet Vivante 2009 màu đen. Đấy, la sáng đúc thì được trang bị 4 bánh rồi, tư nhân chính chủ. 14A Quảng Linh đất mỏ đây. Cam lùi, cam hành trình, máy số keo chỉ còn chất còn đẹp nhá. Màu đen. Đấy, 7 chỗ tầm trung, 165 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình ạ. Đấy các bác ơi, đang xem buổi livestream ngày nay, chia sẻ lên cho em xin mấy lần đi nhá, không mất tiền, không mất bạc gì cả. Mà để bước sóng này tiếp cận đến những bác nào mà đang có nhu cầu đến xe cũ nhá. Thì bác nào là xem được buổi livestream ngày nay thì hãy đến bên em. Đây em để lại hai số like nhá. Hai số like của bên em là 0343 540999 và 0347701 đây. 777 đấy, số rất đẹp luôn. Hai số like là chờ gia đình mình nhá, phục vụ đại đình mình 24/7, không kể ngày thứ bảy chủ nhật. Vâng, cháu Lưu Hoàng, cháu Tuyển Nương, cháu Đinh Thị Thu Trang, cháu Hưng Nguyễn, chào tất cả anh chị quý mình thân thương nhà mình ạ. Đây, bên cạnh mẫu 7 chỗ rồi này, tiếp tục báo giá anh chị quý mình một mẫu La City CX nhá. Bên em thì được còn hai đầu La City CX. Đấy, xe được sản xuất năm 2010, đăng ký vào năm bánh năm 2011 nhá. Động cơ 1.6 số động, 5 chỗ ngồi. Đấy, xe đang đầu vân khúc hạng C, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chưa tỉnh đây. Em Tùng thì đã bán con này với cửa tiền 205 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhá. Đấy. Vâng, cháu Giang Đinh này. Chia sẻ hôm nào qua mua xe tặng đôi cá, tặng bác 4 đôi luôn, 5 đôi luôn nhá, không phải một đôi luôn, cứ qua mua xe đi. Cứ ủng hộ em Tùng đi mà chưa cần mua xe nhá. Chỉ cần chia sẻ thôi, cứ qua chơi với em Tùng. Đấy là đã tặng cá rồi nhá, không phải chưa quan trọng là có phải mua hay không. Đấy, cảm ơn bác Tiến Lương rất nhiều ạ. Vâng, chào bác Phạm Chính và bác xem buổi livestream này nhá. Đấy, chúc bác Phạm Chính này, bác Giang Đình, bác Tuyển Nương cùng toàn thể anh chị mình đang xem buổi livestream hôm nay sức khỏe, vui vẻ. Tiếp theo đây em xin báo giá đại gia đình mình Avel nhá, tiếp tục Avel đây. Avel 2016 mà giá bằng con Morning thôi. Sản xuất 2016, đăng ký là bánh 2017, động cơ 1.5 số sàn. 215 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ gia đình mình nhá. Đấy, đời cao, máy số keo chỉ sơn xi bao zin. 215 triệu đồng với gia đình mình ạ, cho mẫu Avel nhá. Cạnh mẫu Chevrolet Avel 2016 rồi, tiếp tục gửi đến chị quý vị mình. Xem Tucson có không, bác Giang Đình. Tucson thì bên em còn nhá. Đấy, Tucson thì bên em còn một mẫu đây. Bên em còn một mẫu Tucson màu đen 2009 số động nhá. Đấy, 295 triệu đồng thôi. Còn bớt còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho anh chị quý vị quý bác nhà mình nhá. Đây Tucson đây, 295 triệu đồng, số tự động, hai cầu, máy số keo chỉ sơn xin còn đại chất luôn nhá. Các bác nào mà muốn chọn mình một mẫu SUV gầm cao 5 chỗ, tham khảo cho em mẫu này đi. Đấy, Tucson mà chỉ có 295 triệu đồng thôi gia đình mình ạ. Vâng, cháu Phạm Hồng này, cháu bác Giang Đình nhá. Đây Tucson đấy, Giang Đình ơi. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay rồi này. Đấy, tất cả những bình luận, câu trả lời của gia đình mình em sẽ trả lời hết nhá. Đấy, nhà mình hãy cũng ủng hộ em bằng những lượt tim, lượt like, lượt chia sẻ đi. Bác Tùng Thịnh Mo Linh à? Đâu em xem Mo Linh à? Có Mo Linh nhá. Khá đầu Mo Linh cho bác lựa chọn đây ạ.
Đây Morning bác ơi, đây chiếc máy quay hai mẫu Morning nhá. Đây đằng trước này Kia Morning màu vàng 2016 195 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không lụt, 1.25 số sàn 4 máy nhá. Nhỏ gọn tiết kiệm điện, bền bỉ. Điện đó máy số thì rất là lành, dễ bảo trì bảo dưỡng này. Đấy, 195 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lầm của gia đình mình ạ. Đấy, em xem Morning ở đâu nhỉ? Rất là nhiều Morning luôn, cái dòng xe gọi là quốc dân 5 chỗ, nhỏ gọn, tiết kiệm điện, để mình cùng tham khảo ạ. Đây đằng sau nhá, tiếp tục Morning này. Kia Morning màu đỏ 2016 nhá, 195 triệu đồng thôi ạ. 195 triệu đồng. Đấy, 1.25 số sàn 4 máy này, kinh nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Đấy, bản bay như được bản bay như được lên la sang đúc này, đấy. La sang đúc, phanh đĩa chống bó cứng IMS này, máy số keo chỉ sơn sinh của đại chất luôn. Màu vàng đồng Tucson à. Màu vàng đồng thì không có ơi. Đấy, vô lăng hai chấu túi khí toàn trên vô lăng này. 195 triệu đồng, Kia Morning đời cao, gửi gia đình của mình ạ. Đấy, Morning hai mẫu này bác tham khảo cho em đi. Đấy, Tucson màu vàng đồng thì chưa có rồi. Đấy, mà bác đang quan tâm sâu đến dòng Tucson này, để cho em xin số điện thoại nhé, để cho em xin điện thoại đi. Làm một con Tucson màu vàng đồng nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác ạ. Tiếp theo đây gửi anh chị quý vị nhà mình Kia Morning 2016 màu be nhá. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ này. 2016 bán 195 triệu đồng nhá. Đồng giá 3 chiếc Kia Morning đời 2016 bên em đang bán thì khởi tiền là 195 triệu đồng. Bao rút hồ sơ gia đình mình. Đấy, bản bay la sáng đúc, lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn xì đại chất luôn nhá. Giá còn bớt, còn thương lượng sâu gia đình mình. Vâng, chóc Bình Thanh Đoàn, chóc Huỳnh Đức, đấy, chóc Giang Đình, chóc Thu Hằng, chóc tất cả anh chị quý vị nhà mình đang xem bức sóng livestream ngày hôm nay. ASEAN 2.9 165 triệu đồng, động cơ 1.4 số sàn nhập hàng. Cờ đuôi 2015 có không à? Cờ đuôi 2015 em chưa có bác ơi. Đấy, bác mà đang quan tâm đầu cờ đuôi nhé, để cho em xin số điện thoại dưới phần comment đi nhá. Nào có đầu cờ đuôi nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác ạ. Vâng, chóc Thanh Ngoan ạ. Chào bác Bùi Thanh Đoàn, chào toàn thể anh chị quý mình vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Đây ASEAN 2.9 đây, 165 triệu đồng. Sedan đầu phân khúc hạng B, màu xám bạc rất đẹp. Máy số keo chỉ sơn xịn còn chất nhập hàn. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 165 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình ạ. Đấy, nhà mình hãy ủng hộ em đi. Mỗi tối thì em chỉ xin khoảng 35 phút, 40 phút thôi để lên sóng báo giá đầu sản phẩm bên em đang có nhá. Đấy, còn bác làm quan tâm sâu dòng nào này, em sẽ gửi cho gia đình của mình video này, hình ảnh chi tiết từ máy số keo chỉ sơn xi đến từng con ốc luôn để mình cùng đánh giá sản phẩm giúp em ạ. Cái mẫu ASEAN 2009 rồi, báo giá anh chị quý mình ASEAN 2019 xe lướt này. Xe mới đi được 6 vạn rồi nhá. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy, bản bay tra như được trang bị cam lùi, cam hành trình rồi. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, màu trắng mà mắng không mua đây. ASEAN 2019, em Tùng đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, hỗ trợ chip xe miễn phí trong vòng 100 km nhá. Bác nào đang quan tâm phải đến trực tiếp bên em. Đấy, giảm 5% một đầu xe nhé. Đến xem trực tiếp mua xe giảm 5% cho nên mình cùng tham khảo ạ. Đấy, chào Triệu Việt Thái này, chào bác Thanh Ngoan, chào Trung Phạm, chào Thái Hưng, Thái Nguyên Hưng. Chào toàn thể anh chị quý bác, những người đang xem buổi livestream này nhé. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đấy, chia sẻ comment bình luận nhiều lên để bước sóng livestream này có thể lan tỏa đến nhiều quý anh chị quý bác hơn ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Đây xe đang đầu 5 chỗ rất là nhiều này. Tiếp tục báo giá mình là SUV nhá. Tiếp tục cái đầu SUV đây. SUV gầm cao. Đấy, Hyundai Santa Fe 2007, xe để mang động cơ 2.7 2 cầu máy xăng. Đấy, Santa Fe em Tùng đang bán có chỉ có 315 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi thì zin. Santa Fe ở đây có Santa Fe luôn đấy, bác ơi. 207 2 cầu máy xăng 2.7 đây. Đấy, la sang đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Hỗ trợ khởi động ngang dốc này, hỗ trợ đổ đèo này, cảm biến điện tử cân bằng này, đấy, phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Rất là nhiều đồ chơi luôn đấy, mà em Tùng đang bán với cửa tiền 315 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi là bao zin cho anh chị quý vị gia đình của mình, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích đầu nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Cái mẫu Santa Fe 2007 rồi này, tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhá. Honda CRV 2009 2.4 số tự động máy xăng nhá. Con này Thiên Tùng đang bán với cửa tiền là 405 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác đây.
Đấy, máy số keo chỉ còn rất 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 đẹp nhá, gầm bệ không mục mặt. Đấy, bảo đảm về chất lượng cũng như là an ninh pháp lý cho gia đình nhà mình. Đấy, chào. Vâng ạ. Đấy, xe đẹp tư vấn nhiệt tình, vâng, cảm ơn bác Trần Đức Anh rất là nhiều ạ. Avia Thành Tùng ơi, đấy, Avia đã giới thiệu hai mẫu đấy, lần sau mọi người vào sớm dùm em nhé. Đấy, vào dùm em vào khung giờ 8:30. Đấy, xin gia đình mình tầm 40-45 phút thôi để báo giá đầu sản phẩm em đang có ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Ok, sẽ có Avia nhá. Honda CV này 405 triệu đồng này. Ok, báo giá là Avia nhá. Bác tham khảo cho em cái mẫu Avia gần đây đi. Chevette Avia 2016 đây, 215 triệu đồng thôi. La sang lúc đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn rất 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 là đẹp này. Đấy, hai Chevette Avia 2016 215 triệu đồng, tư nhân chính chủ 15 thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đây, xin báo giá lần lượt những đầu sản phẩm mình đang có cho anh mình cùng dễ quan sát nhé. Đấy, cứ bình luận đi để em biết nhà mình đang quan tâm mẫu nào để em tư vấn cho ạ. Cháu Khúc Văn Công, cháu Đồng Văn Hiệp, chào đại gia đình mình. Nên nói lúc thì tiếp theo đây nhá, xin báo giá anh chị quý vị gia đình mình này. Đấy, một đầu 7 chỗ tầm trung nhá. Xe này mang tên Vivante Chevrolet 2009, đăng ký cái bánh năm 2010. Có số sàn 06 010, máy dầu không. Santa Fe mà 06 010 máy dầu thì mình chưa có bác ơi nhá. Bác để lại cho em số điện thoại đi. Nào mà có đầu Santa Fe 06 010 một số sàn và máy dầu thì em sẽ lại trực tiếp cho bác nhá. Tiếp tục đây, 7 chỗ tầm trung nhá. Số động 7 chỗ 190 triệu đồng. Xe thì mang tên là Chevrolet Vivante 2009. Đấy, số động em đang bán 190 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho các bác nhà mình ạ. Đây, báo giá ở trong sát khu này, mình cũng dễ tham khảo này. 7 chỗ tiếp tục, 5 chỗ này Lacetti biển 98, có Lacetti biển 98 nhá bác nhá. Đấy, một xíu Toyota Vios 2016 1.5 số sàn bản E nhá, màu vàng cát, đấy, độ full đồ chơi rồi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Cova, đè lổ sáng tạo tốt. Màn hình Cova này đấy, đèn pha đi cầu nhá, 360 triệu đồng, đời 2016. Hỗ trợ trả góp, đấy, hỗ trợ trả góp, bao ship xe cho gia đình trên toàn quốc nhá. Đấy, rất là nhiều đầu xe rồi. 038. Ok, em đã chụp lại màn hình số điện thoại bác nhá. Giờ để em lưu lại một vài nữa, có đầu xe nào mà bác ưng ý thì em sẽ đi lại trực tiếp cho bác ạ. Thì trong này xin giới thiệu anh chị quý mình này, dòng xe tập lái có 135 triệu đồng thôi nhá. Xe này mang tên là Kia Morning 2011 1.0 số sàn. Đấy, một dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm này, nguyên liệu đây, 130 triệu đồng thôi. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, full đồ chơi rồi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Cova, đấy, đèn phai bi cầu. Đấy, la sang lúc tăm tràn mâm rồi. Con này em Tùng đang bán 135 triệu đồng thôi, đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm. Các bạn muốn tham khảo cho mình một đầu gọi là xe tập lái tránh mưa tránh nắng này, tham khảo cho em mẫu này nhá. Đấy, tham khảo cho em mẫu này đi anh chị quý vị gia đình ơi. Đấy, xe rất là đẹp, rất là chất luôn, để phục vụ anh chị quý vị gia đình mình. Đây, đây, để em đợi chỉnh lại đường truyền cho mình cũng dễ tham khảo này. Kia Morning 2011 này. Ô, vâng, đường truyền hơi kém xíu, em xem đường truyền mình có tham khảo này. Tiếp tục là Gentech nhá. Gentech 2009, đăng ký vào năm bánh năm 2010. Xe này mang động cơ 1.2 số rộng, đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi, màu đỏ đuôi. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cho đại gia đình nhá. Đấy là sang đúc phanh đĩa chống bó cứng AMS. Xi nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 cơ. Đấy, option cửa sổ trời trên cao nhá. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. Đấy, mỗi tối em cứ xin gia đình mình từ 40-45 phút thôi để báo giá những đầu sản phẩm cho mình cùng dễ tham khảo nhá. Hyundai Grand i10 2014 bản đủ, tư nhân chính chủ 30 hạ lộ phố đây. Em Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng bản đủ này. Toyota Vios màu đen 2010 1.5 số sàn. Đấy, tư nhân chính chủ 30 hạ lộ phố đây, uy tín chất lượng. Vâng, cảm ơn bác Trần Trung Kiên rất là nhiều này. Đấy, la sang đúc phay lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xi điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023 cơ. 195 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ hạ lộ phố nhá. Cạnh mẫu Toyota Vios 209 rồi này, báo giá gia đình này. Gentra 209 màu đen, sedan hai đầu,
125 triệu đồng, 1.5 số sàn, tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây. Cam đùi cam hành trình đấy. Màn hình cỡ lớn rồi nhá, 125 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng cho đình mình. Đấy, báo giá tất cả đầu sản phẩm hiện đang có bên em thì mình cùng dễ quan sát này. Uy tín chất lượng, vâng, cảm ơn bác Trung Kiên rất là nhiều nhá. Cảm ơn gia đình mình đang xem buổi livestream rất là nhiều này. Tiếp tục nhá, Hyundai Grandi 10 2016 bản bay. Con này thì em đang bán ở cửa này, mình cùng tham khảo là 240 triệu đồng. La sang đúc phay này, đấy, lốp láp đẹp, bản bay thì cũng nên đổ đồ chơi rồi. Cam lùi cam hành trình, màn hình cova, máy số keo chỉ sơn xịn còn đại chất này. Màu trắng mà không mua. Em bán là 240 triệu đồng. Cho nên mình cùng tham khảo ạ. Đấy, chỗ này này. Toyota Vios xe lướt. Đấy, 2018 nhưng form là 2019 rồi. Đấy, bản G xịn nhá. Bản G xịn em Tùng đang bán với cửa tiền 515 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Ship xe trên toàn quốc nhá. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh. Quê hương là làn điệu quan họ chữ tình này. La sang đúc phanh địa chứng bao cứng ngà mét. Cam đồi cam hành trình, màn hình cova đây. Giấy gương, giấy kính, giấy ghế này. Điều hòa ô tô nhất tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh. 515 triệu đồng, cho mình cùng dễ tham khảo ạ. Đấy. Đấy, rất là nhiều đầu xe rồi. Không biết là anh chị quý vị mình bác nào đã ưng thấy mẫu nào chưa nhá. Đã ưng thấy mẫu nào chưa? Để em Tùng báo giá cho nhà mình cùng tham khảo nào. Đây, đầu này chưa báo giá, đầu góc này thì chưa báo giá nhá. i10 biển 34 hai đầu rồi này. Cạnh i10 biển 34 rồi này. Giới thiệu anh chị quý vị nhà mình nhá. Kia Morning màu lông chuột 2008. Đây, số rộng bản số rộng SX 2008 em Tùng đang bán với cửa tiền là 228 triệu đồng. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xịn còn đại chất luôn. Các bác nào muốn chọn mình một đầu số rộng này, nhỏ gọn, tránh mưa tránh nắng nha. Đấy, bổ túc tay lái tham khảo cho máy đi. 228 triệu đồng, Kia Morning 2008. Bạn ăn đấy ạ. Kia Morning màu vàng, ok, có Kia Morning màu vàng rồi. Đây, Kia Morning màu vàng thì bên một đầu này nhá. Kia Morning màu vàng, đời 2016, động cơ 1 động cơ 1.2 4 máy. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 34A Hải Dương. Máy số keo chỉ sơn xi zin, cam đùi cam trình đầy đủ rồi ạ. Chào bác Đình Tấn, em này có La Chetti không? La Chetti em rất là nhiều luôn anh ạ. La Chetti em rất là nhiều nhá. Bác tham khảo xem mấy đầu La Chetti. Đây, La Chetti em có mẫu này này. La Chetti 209 đăng ký là bánh 2010, động cơ 1.5 số sàn màu đen, sedan này đầu phân khúc hạng B. Em Tùng đang bán với cửa tiền 145 triệu đồng nhá. La Chetti thì rất là nhiều. Đấy, 207 đây 145 triệu đồng này. Đấy, La Chetti Six cũng có này, tổng này rất là nhiều La Chetti luôn, để mình cùng lựa chọn này. Các bạn đang quan tâm sâu đến dòng nào này, cứ bình luận comment nhá. Nếu mà em chưa trả lời được trên bước sóng livestream ngày hôm nay thì em sẽ sau buổi livestream thì em sẽ trả lời từng tin nhắn, từng bình luận cho anh chị quý vị gia đình mình. Thì trước máy quay này xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình này. Toyota Vios 2017 bản E nhá. Số động 1.5. Con này thì em Tùng bán với cửa tiền là 448 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Con này biển gốc là Hà Nội nhá, biển gốc là Hà Nội. Đấy, la sang đúc phanh địa chống bó cứng ABS, cam lùi cam hành trình, màn hình cova, đèn pha bi cầu. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin luôn nhá. 445 triệu đồng, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Cái mẫu Toyota Vios này tiếp tục báo giá anh chị quý mình hai mẫu xe số động này. 235 triệu đồng. Gentra X 1.2 số động nhập Hàn. Full option rồi, cam đùi cam hành trình, màn hình cova, la sang đúc phanh địa chống bó cứng ABS, xi nhan trên sườn xe đấy. Đèn pha bi cầu đấy, 235 triệu đồng. Và con Bright này, Kia Bright số động sedan này đầu 225 triệu đồng nhá. 1.4 số động nhập Hàn 2008. Đăng ký là bánh tại Việt Nam 2010. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy, xe này đầu phân khúc hạng B, số động 225 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Vâng, chào Trương Nam, chào Võ Quân, chào bác Trung Hà, chào Bùi Minh Đạt, chào đại gia đình mình. Đấy, còn rất là nhiều xe luôn. Bác nào phải đang quan tâm La Chetti Six này, đang quan tâm La Chetti Six nhá, tiếp tục tham khảo cho em mẫu này. La Chetti Six 2012
Rhapsody Select 2013 này, con 2012 này 176 triệu đồng, và con 2013 này 190 triệu đồng nhá. 1.5 số sàn. Đấy, con này thì đến full đồ chơi rồi. Cam đôi, cam hành trình, màn hình cova, đèn pha bi cầu, máy số, keo chỉ sơn chỉ của đại chất nhá. Con này thì cũng vậy này, form mẹt này, AMG rất đẹp luôn. 176 triệu đồng cho mình cùng tham khảo ạ. Vâng, thì vừa rồi em đã báo giá gần nhất đầu sản phẩm bên em đang có rồi nhá. Đấy các bác, cảm ơn các bác đang xem buổi livestream này rất là nhiều này. Hôm nay thì em một xíu bận, có một xíu bận nhá. Đấy, thì em xin dừng buổi livestream này sớm, là cũng báo giá được hơn 30 phút rồi, cũng hết, cũng gần hết rồi nhá, còn vài đầu nữa thôi. Thì em xin dừng buổi livestream sớm hôm nay tại đây. Chúc anh chị quý vị mình có buổi tối vui vẻ nhá. Có bước sóng livestream này thì cố chọn mình những mẫu xe người nhất và quan tâm sâu này, và trực tiếp fanpage cho ô tô đầu mối Hải Dương, nhắn tin qua fanpage để em tư vấn báo giá sâu cho gia đình mình về những đầu sản phẩm hiện mới có ạ. Xin chào và hẹn gặp lại gia đình nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo. Xin chào gia đình mình nhá.